Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Gia đình ngộ biến, tác giả Nguyễn Hữu Sinh, người Gò Công. Tác phẩm được nhà in Sài Gòn Joseph Nguyễn Văn viết, đặt tại số 85 đường Do Me, tức là đường Nguyễn Văn Thinh, nay là đường Mạc Thị Bưởi, quận Nhất. In và phát hành năm 1928. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1. Gia đình an lạc, phu phụ sướng tùy, cảnh vật đổi dời, âm dương ly biệt. Dọc theo mé sông từ Vàm Nước Mặn đi vô, khỏi cầu sắt một đổi, thuyền chiếc chống ra chiếc thả vô, tránh nhau lộn xộn. Mấy chiếc thả xuôi nước, chèo coi lôi thôi mà trớn màu thấm thoát. Những người kéo ngược nước chống hết sức mà đi cũng lờ đờ. Giải thích: Vàm Nước Mặn là con sông ranh giới giữa hai tỉnh Long An và Tiền Giang, nằm ở địa giới giữa hai huyện Cần Đước và Gò Công. Hết giải thích. Sông khúc quanh khúc quẹo, bãi chỗ vực chỗ cồn, hai bên cây lá chen nhành, dường như đua nhau mà đón rước người du cảnh. Giọng chim trỗi hơi lăng liếu, tựa như chào hỏi mà mừng rỡ bạn tri âm. Dòng sông lặn nước chảy, gió thổi vợn lăng nhăng, trên mé bộ một đồng khỏ sừng ca in ỏi. Khách ngồi thuyền đi ngang qua đó, ai cũng đều ngắm cảnh khen vui. Đi quanh co chừng 5-7 khúc sông, tới ấp Đồng Lớn thấy một tòa nhà ngói mới, ba cái ngai văng, nền xây đá miễn, cửa cuốn sơn xanh. Trên lợp ngói móc, dưới lót gạch tàu, vách bổ kho bằng ván, trong đóng lợp la phong. Nhà cất rõ cửa xuống mé sông, theo con đường từ ngoài cửa ngõ đi vô, có trồng hai hàng hoa cẩn, ngọn hớt bằng trang, trước thềm có mấy bồn đinh lăng, cây vượt lên đùn đột. Dưới bực bước lên ba cấp có cái sân khấu, kiển vật để hai hàng, bên hữu nhà trên, bên tả thì nhà dưới. Ngó tới trước mặt có một cái lầu nho nhỏ, đoái lại phía sau lưng thì hai bên cửa đóng thẻ từ khoảng bằng cây. Chà, nơi chốn thôn quê mà sao lại có cất được một kiểu nhà rất nên đẹp đẽ. Tưởng lại nơi chốn thị thành cũng chẳng ăn qua. Ấy là nhà của ai đó? Nhà này là nhà của bà Sương Phụ, tên gọi chấm chấm chấm. Trước khi bà theo quê quán bên chồng ngụ nơi xóm Long Hưng, vợ chồng đương hồi làm ăn phát đạt, về đâu nửa chừng trời khiến xa nhau. Ông bệnh đau phát nặng, bà chạy lo rước hết danh y, mà thuốc thang không linh nghiệm, thế nên ông phải ly trần. Ôi, bỏ bà và các con ở lại bơ vơ. Cách chừng mấy năm sau bà mới về nơi chỗ này, được gần cha mẹ, sớm tối cho tiện bề viếng thăm, hầu lập nên cơ nghiệp khác mà làm ăn. Đến nay mười mấy năm trời mà tấm gương băng tuyết của người rất nên trong sạch. Đã xa nơi bùn lắm mà không nhơ, gặp cơn biến mà dạ không dời đổi, thật đáng khen rằng băng tâm bá tháo. Dạ thuở ông khuất rồi có để lại cho ông bà năm người con, mà đều họa phước tạo vật kia còn dung rủi, nên mới đây lại mất một cô gái nữa. Chỉ nay còn lại bốn con mà thôi, một cậu trai nhỏ và một cô gái út thì đang đi học. Đầu lòng một cậu trai lớn, gia thất đủ rồi, thứ đó là cô Ba Đợn, tuổi độ chừng 16-17 xuân xanh, diện mạo phương phi dung nghi tề chỉnh, màu da không trắng mà cũng không đen, da ngâm hoa dâu, không mập không ốm, chẳng thấp chẳng cao, dông dãi coi phải thế lắm. Còn đức hạnh là bậc nữ lưu cũng đáng chép ra mà khen ngợi. Cô đối với người xóm giềng thì được lòng mọi người, ở với mẹ cũng trọn đạo làm con. Những trẻ em út trong nhà làm điều chi không hiệp ý, cô dùng lời điệu ngọt mà trách sơ, nghe hơi cô trách cũng là thanh nhã. Những bọn tôi đòi đứa nào có quấy, cô kêu ra mà rầy, nghe cách rầy của cô cũng vui lòng được. Chẳng có khi nào cậy mình là phần anh chị mà bạc đãi trẻ em, cùng làm mặt chủ nhà mà mắng đùa bọn tôi tớ. Bởi vậy từ trong gia đình đến ngoài lân lý, người người đều thương mến mà kính trọng. Mẫu thân cô thấy vậy
lại đem lòng thương yêu hơn nữa. Theo thế thường, nhiều người hay vì sự phú quý mà sanh lòng kiêu tứ, hoặc nhân tình thân ái mà ra ý nhầm lờn, tập quen theo tánh nết sai khiến của mình, rồi lần lần tự nhiên mà sanh lòng kiêu hãnh, hoặc là tập theo tánh tự cao, làm cho những kẻ đồng bậc không ai ưa, còn mấy người dưới tay có ai mà chịu thấu. Còn như cô Ba Đờn đây, từ nhỏ đến lớn ở nhà thì tôi tớ kính trọng, ra đường thiên hạ yêu gì. Cô đã được người trân trọng như vậy, nhưng mà cô không nhân vì cái tình cảnh ấy mà sanh lòng kiêu hãnh hoặc lập tánh tự cao. Một đêm trăng tỏ gió hòa, trời im lặng lẽ, mẫu thân cô nằm một mình mà suy nghĩ rằng: phàm con gái lớn lên thì phải có đôi bạn, mà nay con mình đây tuổi cũng trọng rồi, tuy thương là thương chứ không lẽ mà để con ở vậy. Bà nghĩ đến đó rồi là chép miệng mà than rằng: chà chà, trai đời này cũng khó, như mấy cậu công tử kia chắc con gái mình nó có ưng đâu, mà mình đây cũng chẳng chuộng gì, chớ chi có nơi nào hiền đức, trai cho biết mùi học thức, vậy mình gả cũng được. Bà nghĩ đến đây không biết là có thấy nơi nào hiền đức chăng, mà nhan sắc coi ra thật là vui vẻ. Tại làng Tân Phước thuộc về tỉnh Gò Công, có nhà ông Nguyễn Thế Dương, vốn là một nhà thi lễ lâu nay, thường giữ theo thói tổ tông ăn ở đều lễ phép. Tuy chẳng phải tường cao cổng kính hơn ai, song tư cách trong nhà cũng là đủ việc. Vợ chồng phối hiệp cùng nhau, sanh con cái cũng nhiều mà còn thơ ấu. Duy có một gã thiếu niên tên gọi Nguyễn Thế An là lớn, hình dung tuấn tú, diện mạo khôi ngô, dường cử chỉ khoan thai, lời nói phô tề chỉnh. Chàng tuy là xuân thu chưa mấy, song mà có cách thiên tư đỉnh ngộ, hữu khiếu thông minh. Hiện nay đương thọ nghiệp tại học hiệu, song thân ở nhà bàn tính cùng nhau, ý muốn lo cuộc gia thất cho chàng. Ấy tình thường nhiên, dầu cha mẹ bậc nào cũng vậy, nên sách xưa có nói: phàm vi phụ mẫu giả, nam nguyện hữu thất, nữ nguyện hữu gia. Nghĩa là đạo làm cha mẹ, hễ con trai lớn thì cưới vợ, con gái lớn gả lấy chồng. Trong khi vợ chồng ông Thế Sương bàn luận về cuộc gia thất cho chàng Thế An, thì mẫu thân chàng mở lời mà nói rằng: con mình tuổi cũng lớn rồi, thế phải tính lo đôi bạn, mà không biết đây có con ai. Phụ thân chàng nghe hỏi liền đáp rằng: để chậm rãi, vì nó còn đương học. Ví dầu có muốn lo đôi bạn cho nó đi nữa, thì trước hết phải dò hỏi thăm cho tường cội rễ. Một lần dựng cuộc trăm năm cho vuông tròn là việc chẳng dễ chi. Phải chọn nơi nhà hiền đức, lựa cho đáng con dâu, ngày sau về nhà mình cho biết kính trọng bên chồng, vậy trong gia đình mới vui vẻ được. Nếu vội quá, ngày sau ắt mang nhiều việc khó khăn, gái mà không đức hạnh còn thêm khổ hại. Từ đó về sau, hai ông bà hễ khi nào gặp người quen biết, thường hay cố ý mà hỏi thăm. Có một khi nọ, ông Thế Sương qua Long Hựu, tiện bước nhơn ghé lại nhà ông Gia Thinh mà thăm, vì anh em quen biết ngày xưa mà ít khi gặp gỡ. Khi đến nơi, ông Gia Thinh trông thấy liền vội ra tiếp trước, nắm tay chào mừng và ra bộ vui vẻ lắm, rồi mời thẳng vào trong. Khi trà nước chuyện vãn cùng nhau, ông Gia Thinh hỏi ông Thế Sương rằng: thằng cháu khi còn đi học ha? Ông Thế Sương đáp rằng: nó cũng còn đi học. Tôi thấy cháu còn nhỏ mà có chí lo học hành, tôi đem lòng thương quá, nghĩ lại ông thật có phước. Đặng hồi nào thì mừng hồi nay, có biết sao là phước là không? Ông Gia Thinh nói: tôi tưởng như vậy nên gọi là có phước, vì trong buổi này có nhiều cậu học hành thì chẳng ra trò, mà sang qua nghề cờ bạc, đám phong tình là sở trường hơn hết, thỏa chí theo tánh tình riêng, chẳng biết gì kẻ lớn người nhỏ. Vì có nghĩa là nể gì. Ôi, những mấy cậu như vậy thôi còn ra nhân cách gì. Ấy bởi nhà không phước nên khiến sanh con như thế. Còn như cháu đây, tánh chất hiền lương, ở ăn biết điều khuôn phép, chỉ chăm nom thánh đạo làm vui, chắc ngày sau cháu sẽ nên người được. Ấy là bởi nhà phúc đức mà gây ra. Làm cha mẹ sanh con được như vậy há chẳng vui lòng.
Có lẽ Xuân thu của cháu chừng 28 chăng? Giải thích. Ngày xưa dùng từ tuổi 28 có nghĩa là đôi 8 hay là 2 lần 8, tức là 16 tuổi. Hết giải thích. Năm nay nó mới 17 tuổi. Vậy mà ông có tính lo đôi bạn cho cháu à? Cho nơi nào hay chưa? Ông Thế Sương đáp rằng: Tôi cũng có tính, mà ý nó còn dùng thẳng. Thế nó còn muốn học nữa. Tuy vậy nhưng tôi cũng tính để lo lần, xong mà chưa biết định nơi nào. Đạo làm cha mẹ ai cũng vậy. Thật lâu nay tôi cũng có ý ghé mắt để chọn giùm cho cháu một nơi được có chỗ mà tới lui với tôi cho vui vậy. Tôi qua đây trước là thăm ông Mạnh Giỏi, tôi cũng đem lòng mừng, sau cũng có ý để hỏi thăm về cuộc trăm năm cho cháu. Nhắm lại như ông chắc có thể quen biết nhiều nơi, vậy xin ông cũng vui lòng thương cháu mà tưởng đến tôi, coi nơi nào phúc đức ra ơn giúp giùm cho cháu một phen. Được như nguyện tôi cùng ông còn gần hơn nữa. Ông Gia Thinh ngồi coi bộ suy nghĩ lắm nên không đáp lại, tay mở bì thuốc ra mà vấn, rồi đốt mà hút, phì phà một hơi hết nửa điếu thuốc, rồi mới khoan thai mà nói rằng: Có nàng con gái cũng vừa đúng cái thời kỳ nghi gia nghi thất đây. Đức hạnh thật đáng khen, còn nhan sắc xứng với thằng cháu lắm. Việc nữ công này so với tài học thức đó cả cân hai, trai tài gái sắc phải duyên rồi. Nhắm lại nghĩa xuôi gia còn xứng đáng hơn nữa. Thôi, tôi cũng gắn chút công dư mà giúp giùm cho cháu. Quả y ngôn chính là một việc đại ân, ơn ấy cháu nó hằng ngày hằng nhớ hoài, dầu răng rụng cũng chẳng dám quên. Thi ân bất cầu báo, đã ra ơn mà còn mong ai trả. Ấy là tôi thương cháu mà buộc phải làm như vậy, mới gọi là thương chứ có chi là nặng lòng ai đâu mà dám xưng rằng đại ân. Lẽ chánh là vậy, nhưng mà ngày sau đôi lứa nó thành hôn rồi thì tự nhiên nó phải biết rằng nhờ ai mà đặng cá. Có lẽ nào được chim rồi đành quăng ná mà đi. Dạ nay ông giữ lấy câu thi huệ vô niệm thì cháu nó cũng phải biết thọ ân mạc vong. Còn nơi ông nói đó có thể cho tôi được biết chăng? Ông Gia Thình tay liền chỉ ra, còn miệng nói rằng: Gần bên đây nè, nàng là con gái thứ ba của cô Tư, cháu ngoại của chú cả tôi đây. Còn bên ông nội là ông cả ở xóm Long Hưng. Việc của cháu đây hễ tôi hứa thì chắc, đến như việc của người tôi còn giúp được thay, huống chi là việc của con cháu. Ông chớ khá lo, chừng ít tuần đây tôi trả lời thì rõ. Dầu thế nào tôi cũng cần giùm cho nên việc. Chuyện vãn căn dặn cùng nhau các việc xong xuôi, ông Thế Sương mới từ giả mà chia tay. Khi về đến nhà bèn đem hết đầu đuôi các cớ của ông Gia Thinh nói mà thuật lại cho người nhà nghe. Ai nghe qua cũng vui lòng mà mừng rỡ. Lạ thay cái vẻ xuân sắc và đức hạnh của cô Ba Đờn, sao mà ai nghe cũng đều hiệp ý, như kẻ thân cận chẳng nói làm chi, còn người xưa nay chưa từng gặp mặt thế mà sao cũng nhận vào lòng. Có lẽ là ba sanh âu hẳn duyên trời chi chăng. Đây nhắc lại, cách ít lâu chi đó, ông Gia Thinh giả bước chân đến nhà bà Sương Phụ. Trước khi ông còn hỏi dông dài những việc hàng quyên, sau rồi lần lần mở lời mà nói qua việc mai trước. Ông Gia Thinh nói: Con ba là gái hiền thục nhà cô, năm nay tuổi cháu đã gặp kê, cô có chọn được khách đông sàng nào chưa? Bà Sương Phụ đáp rằng: Cháu vẫn là một đứa quê hèn, có chi mà dám xưng là hiền thục. Nhưng mà cũng có nhiều nơi muốn lăm le bắn xẻ đề thơ, xong cháu nó còn khờ dại quá, bởi vậy nên chưa dám hứa cho ai. Ông Gia Thinh nói: Tôi hỏi thăm đây là thấy cháu cũng một ngày một lớn rồi, nên tôi có chọn một nơi nhà phúc đức kia được cho cháu gửi mình, hưởng nhờ phước dư ấy về sau. Vậy cô tính coi có thể được cùng chăng? Bà Sương Phụ đáp rằng: Phàm có con gái hễ nên người rồi,
nơi nào phải thì gã, chớ không là sao. Ngặt như mấy cậu công tử kia, viện vàng ngoài coi bóng láng, mặt trong bụng trống trơn, theo chơi bời với bọn bất lương, mà tự xưng là người hiền người trí. Học hành thì sơ sài, chẳng nên trò dáng gì, mà tới đâu thì khua môi đánh lưỡi gian rân. Thế nên lâu nay em còn dùng thẳng, chưa dám hứa cho ai là vậy. Ông Gia Thinh nói: những bọn đê tiện ấy thôi, có kể mà chi. Chớ như thằng nhỏ tôi chọn cho cháu đây, cô mà thấy ý nó chắc cũng đem lòng thương nữa. Tôi thường hay đi nhiều chỗ, con ai mà tôi không biết. Nhưng thật chưa có thấy đứa trai nào tánh ý như thằng nhỏ này. Thiệt dễ thương quá, học hành đã thông thái mà tánh nết lại thuần hòa. Nói ra thì trình thưa dậm dạ, khuôn phép đàng hoàng, chứ chẳng phải lao chao như mấy cậu công tử kia đâu. Vì nhà ấy là một nhà chứa đức lâu nay, tuy chẳng phải bá thẳng thiên chung, nhưng nề nếp coi ra thật là phải đạo. Lâu nay em cũng ước thầm sao cho được một rể hiền, vậy là vui hơn hết. Chứ thôi giàu sang thật em chẳng đói trong. Cô nghĩ vậy thật phải. Phàm muốn chọn thì chọn nhà có đức, lựa là lựa rể có tài. Tài đức gồm đủ thì quý trọng hơn cả. Còn giàu nghèo là bởi mạng trời, biết sao mà lựa chọn. Chỉ như việc của cháu đây, cô định coi thế nào? Việc định đó cũng chẳng muộn gì, xin cho em biết trước nơi nào, có thể gần hay xa. Thế mà cô hứa rồi thì nào có xa. Ở bên Tân Phước đây, nhà muốn cầu thân với cô tức là ông Thế Sương. Còn thằng nhỏ sẽ kết cuộc trăm năm với con ba, nó là cháu vợ của chú Bộ Tơ. Nãy giờ ngỡ là ai đâu lạ. Chà, ông có con trai trọng ha. Vậy mà năm đám cưới cậu bộ nó không về được, coi mắt thử thẳng ra sao. Việc xong rồi, ông Gia Thinh lui về, tức thời gửi tin cho ông Thế Sương hay. Được có chọn ngày sẽ bước đến mà vấn danh, tục gọi là lễ coi mắt vợ. Lúc này chàng Thế An còn thọ nghiệp tại học hiệu, sớm tối chuyên nghề nghiêm viết, tân cần nấu sử sôi kinh. Tháng ngày chỉ ở nơi trường, dốc lòng theo thầy mà tìm đạo. Vì vậy nên ít có khi mà về nhà, dầu có về thăm nhà một đôi ngày rồi thì cũng trở lại. Hôm nọ nhằm tiết mùa xuân, ngọn gió hòa thổi tới lao rao, nhành trước điệu uốn cong quặc quặc, chim chớp cánh chải chuyện kêu véo vắt, cá vinh râu trương vẫy lội vẩn vơ. Lúc ấy chàng Thế An cầm sách ra ngồi đối xuân thủy mà đọc, ai ngờ lật tờ này rồi kế tờ nọ, bắt trước lật luôn luôn tới sau, hết cả cuốn sách mà chẳng hề đọc được một chữ nào, rồi xếp sách lại ngồi ngó xuống, tựa như ngẫm nghĩ điều chi. Dây lâu rồi đứng dậy, toan trở về trường, thẳng vào phòng làm lễ tiên sanh, rồi xin phép luôn về thăm nhà. Lúc về đến nơi thấy mẫu thân nương cửa ngóng trông, chàng vòng tay cúi đầu thủ lễ, rồi thì nghe mẫu thân hỏi rằng: chuyến này con sao lâu về vậy con? Chàng thưa rằng: phàm học phải gắn công lo, tiết từ ngày từ giờ, vậy còn biết nên được chăng? Vì con có thấy một câu như vậy: muốn học phải gắn công lo, bỏ học một ngày bằng bỏ ba trăng. Thế nên con e là ngày qua tháng lại tuổi tác chẳng chờ, thật mất tất vàng còn dễ kiếm, bóng thiều quang qua rồi có bao giờ mà trở lại nữa đâu. Mới hồi sớm mai này, nhằm ngày lễ bái nhân lúc rảnh rang, con mới lần bước chân đến hồ sen, ngồi trên bực cỏ mà thưởng xuân ba thủy túy, cảnh rất vui mà lòng không vui được. Tuy ngồi đó mà lòng vẫn nhớ về đâu, nhớ là nhớ cha mẹ. Không biết ở nhà lâu nay mưa nắng thế mô, nên con lật đật xin phép bươn bả về đây. Xuân quyên đôi cội dìm già, trước sân hòe huế cả nhà xum xê. Vào khoảng 5 giờ chiều, cảnh trời mát mẻ, hơi xuân đầm ấm ngọn gió hòa, ngàn tía muôn hồng rực rỡ, thật là một cảnh trời xuân tươi tốt vô cùng. Khi cơm nước xong rồi, chàng Thế An thong dong rảo bước chân tới vườn hoa mà hứng mát, dạo quanh theo mái tường, còn đang ngắm xem phong cảnh, chợt thấy một nhành mẫu đơn đương nở, ve nhánh đón chận ngang trước đường, tựa như khoe sắc đẹp hương thơm, làm cho chàng phải ngại bước chân mà dừng lại. Gặp xuân hoa ai dễ làm ngơ,
nên chàng liền tay vói bẻ một nhành, cầm trở qua trở lại vừa khen. Thình lình đằng xa kia có đôi con bướm bướm đập nhau mà bay tới, phất ngang trước mặt chàng, rồi liễn lên liễn xuống nơi chỗ chàng đứng, dường như đem đôi bạn đến mà khoe, làm cho chàng phải đứng ngỡ ngơ, thể như tức cảnh mà nhớ tưởng những việc chi chi. Dây lâu đôi con bướm lại phất ngang qua mặt một lần nữa, rồi con liễn trước con theo sau rải rải mà bay đi. Chàng đứng ngó theo rồi tự lấy mình mà hỏi rằng: những loài vật hèn mà còn có đôi bạn, thế sao biết dừng xuôi mà tìm đến đây? Chàng còn đang để mắt xem đôi con bướm, phút đầu ác đã ngậm gương non đòi. Liền đó chàng giả trốn giường qua, trở gót chân về phòng thơ điện. Đến nơi thì bóng đã huỳnh hôn. Chàng tay kéo cửa đóng lại, tay thò vào túi áo lấy cái hộp quẹt ra, đánh lửa mà đốt đèn, rồi bưng luôn vào phòng, lấy ra một quyển sách, lại bàn ngồi mà đọc. Phụ thân chàng cùng ngồi mà nghe. Ông ngồi đây là có ý để tỏ sự cầu hôn cho chàng hay, nên lúc chàng đọc đến bài Hoang Thư, phụ thân cất tiếng mà hỏi rằng: bài thi đó phải là lúc vua Văn Dương phối duyên với bà Hậu Phi chăng? Chàng thưa rằng: phải. Phụ thân mỉm cười mà nói rằng: tao với má mày ở nhà hôm nay có bàn tính cuộc phối duyên cho mày vậy đó. Thiệt nàng con gái sẽ kết cuộc với mày đây cũng cho là xứng đáng vậy. Bởi thế nên tao cũng vui lòng mà hứa với người rồi. Nay nói lại cho mày hay vậy. Chàng Thế An thưa rằng: việc phu phụ là trong đạo ngũ luân, cho nên phận làm cha mẹ sinh con, giàu trai giàu gái, hễ lớn rồi thì lo tính bề gia thất cho con, ấy là một lẽ đương nhiên thế. Ngặt buổi này là đương hồi văn minh đại tấn, ngọn đuốc sáng soi khắp các nơi, làm người phải cho thông rõ mọi việc ở đời. Mà muốn biết rõ thì trước khi còn nhỏ phải cần lo học tập cho thông, nhiều nghe lời hiền thánh khuyên dạy mà làm răng, rộng thấy cách cử chỉ người xưa mà bắt chước, vậy mới biết nhân cách mà làm người. Còn như không lo học, tháng mãn tuổi già rồi có rõ biết điều chi? Vậy nào khác gì đi trong đường tối mù mù có thấy vật chi? Giả lúc này là đương sức tấn bộ của con, nếu không cần lo để ngày lụng tháng qua rồi, tuổi tác bao giờ mà chờ đợi? Lủi thủi đến già, dầu biết ăn năn cũng là quá muộn. Chi bằng thỏ mày xanh như con đây mà biết lo trước, thì khỏi điều hối hận về sau. Nay cha mẹ thương con mà tính như vậy cũng phải, nhưng mà con e từ này chắc việc học thế phải để trễ rồi. Nãy giờ mẫu thân chàng ngồi ghế bên kia mà ăn trầu, tay đương xỉa thuốc ngon dầm. Nghe phụ thân nói với chàng nên bà ngừng lại mà lóng tai, là có ý để nghe coi chàng Thế An trả lời thế nào. Khi chàng nói đến đó, bà đứng dậy bước lại cùng ngồi mà nói rằng: con biết lo xa vậy má cũng mừng, nhưng mà học thì học, còn nói vợ thì nói, có can hệ chi? Phải nói bữa nay đây rồi mai cưới liền hay sao? Mà con sợ học không được. Vậy con không thấy rể của bà ba con sao? Có con rồi mà cũng đi học đó, bây giờ ảnh cũng nên danh vậy. Vừa dứt lời, phụ thân tiếp luôn mà nói rằng: đời trước cũng có vậy, như anh Lưu Đình Thức, người đã định gia thất rồi mà còn cấp sách theo thầy, đến sau tay cũng được gian nhành quế. Rồi đó ông lại bảo chàng giải bài sách khi nãy mà nghe, vì trọn pho kinh thi là 300 thiên, bởi sao mà để bài gì trước, lại đem bài Hoang Thư mà để đầu thiên. Chàng Thế An thưa rằng: quân tử chi đạo, tạo giang hồ phu phụ, tráo đình chi quá, thiệt quế giả quê môn. Vừa dứt câu chưa kịp giảng nghĩa, phụ thân cười mà nói rằng: đến như bậc vua Văn Dương là một vị chí tôn chí trọng, ngài còn cần về cuộc phối ngẫu trăm năm mà cầu bà Hậu Phi như thế. Khi cầu chưa được, ngài thốn thức ngủ không yên, đến khi được rồi lại bày lễ nhạc ca sang mà mừng. Ấy, có phải đạo vợ chồng là một mối đầu của người quân tử đó chăng? Còn như việc tao tính đó, mày có thể suy nghĩ chưa? Chàng Thế An nghe phụ thân hỏi còn lưỡng lự chưa biết sao, nên ngồi ngó xuống, tay rờ cuốn sách, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới khoan thay mà thưa rằng: đến như chỗ tử địa mà vua Thuấn còn chẳng từ, huống chi việc này là việc trăm năm của con. Cha mẹ đã hứa lời với người ta rồi thì con đâu dám chẳng dâng.
Hai cha con bàn luận cùng nhau qua đến trống trở canh ba, đồng hồ đánh 11 giờ. Phụ thân mới vào phòng mà nghỉ. Còn chàng Thế An ngồi ngó bóng đèn ngẫm nghĩ một hồi rồi xếp sách lại, tính cũng bưng đèn vào phòng đóng cửa mà nghỉ ngơi. Lúc bây giờ chàng đã lên giường rồi, lạ làm sao mà không ngủ, cứ nằm trăn trở hoài, lăn qua lộn lại chẳng yên. Trong lòng bức rứt, dường như bắt nhớ tưởng việc chi. Lúc ban đầu cố nhắm mắt ép ngủ hết sức, xong chẳng biết có ức quất điều chi đây mà chàng cứ thao thức hoài. Giọt sương xa, gà gáy ó mà giấc ngọc cũng chưa xong. Đôi con mắt thì nhắm, còn trí thì nhớ việc này tưởng việc kia. Nhớ những phong cảnh lúc dạo chơi hồi chiều, xem bông nhìn bướm, rồi lại tưởng đến nàng con gái khi thân phụ nói hồi hôm, và nhận nàng con gái đó sẽ làm người chuyên nội cho mình. Chàng nhớ đến đó, miệng bắt nói thầm thầm chi không biết, thể như là chuyện giảng với ai. Phưởng phất trong trí thấy một nàng mỹ nhân, da trắng trong như ngọc, tóc đen mướt giường mây, xinh đẹp vô cùng. Vừa thấy thì chàng vừa mở mắt ra, ai ngờ nàng mỹ nhân mới thấy rõ ràng đây mà đâu mất. Chính là khi trông theo nào thấy đâu nào, hương thùa giường hãy ra vào đâu đây. Chàng nghĩ ra một hồi mới biết là mình mơ tưởng đêm xuân, tức thời dục ngồi dậy mà nói rằng: xá chi một đóa yêu đào, chưa biết người nhan sắc thế nào mà thổn thức mơ tưởng như vậy. Nói dứt lời lại nằm xuống nhắm mắt ép ngủ nữa, xong ngủ cũng không được. Mãn tư tưởng vẩn vơ như vậy mãi mà khắc lụng canh tàn, mong mỏi lắm chàng mới ngủ quên. Phụ thân giật mình dở dứt thì nghe đồng hồ gõ 5 giờ. Ông thức dậy đốt đèn bưng thẳng luôn, lại mở cửa mà xuống nhà sau. Trong khi ngồi uống trà, ông tính rằng: Lễ Vân Danh đây sẽ định coi bữa nào được gửi tin cho ông Băng Nhơn hay trước. Ông Băng Nhơn tức là ông Mai. Còn chàng Thế An vì đêm hôm thức khuya nên phải ngủ quên. Dừng đông chói rạng, chuông đổ 6 giờ, chàng mới thức dậy bước ra ngoài rửa mặt, rồi lật đật thay đồ cắp sách mà tựu trường. Khi chàng ra đi, phụ thân có dặn: hễ ngày nào tiếp được thơ ông gửi sẽ xin phép mà về. Chàng vào trường rồi cứ chăm lo bề học tập, hậu chí tân cần, đường tấn bộ còn bội hơn xưa. Nhưng hễ khi nào ngồi một mình, hoặc là trong đêm vắng canh khuya mà nhớ tưởng đến tình xuân thì cũng ngẩn ngơ ngơ ngẩn vậy. Một buổi ban mai nhằm tiết tháng 3, giọt sương mai vừa tan, bóng thái dương tỏ rõ. Lúc ấy chàng Thế An đang ngồi trong trường mà giảng sách, bỗng thấy một người đi thơ từ ngoài bước vào, trao ra một phong thơ và nói rằng: có cái thơ ai gửi cho trò đây. Chàng vừa tiếp lấy phong thơ vừa nói: tôi cảm ơn. Rồi xé bao ra xem thì là thơ phụ thân gửi. Khi xem thơ rồi, chàng phải vâng lời, giao trình với tiên sanh, rồi tức thời dời gót. Qua ngày mai cùng vài người đồng dở gót, gọi là coi vợ. Đến nơi, người ra tiếp rước chào mừng. Khi khách dùng trà giải khát rồi, cô Ba Đờn từ trong bước ra, gót sen rải rải, coi đầm thắm lắm. Mặt tươi như hoa, tướng điệu như liễu, dễ kém gì nhành thiên hương mới nở. Cô bước tới trước, cúi đầu chào hỏi một cách lễ nghi, rồi khoan thai từ gót sen quầy trở lại, phất qua đôi con bướm sợi dây chuyền trước ngực rung rung, dường như lúc say bông đắm nhị. Phía sau đầu tóc giãn giang, rảnh rảnh ba vòng chồng một ngọn, lại thêm có dắt cây xoa vàng, mấy hộp yến chiếu ra chớp như sao nhán. Tuy là chẳng đến nỗi nhạn ngẩn ngơ xa, cá lừ đừ lội, nhưng mà cũng đủ làm cho người thương mến được. Lúc về nhà rồi, mẫu thân chàng Thế An đem hết cả gia phong nhà ấy cùng cách cử chỉ cô Ba Đờn mà nhắc lại và khen. Cả nhà nghe nói ai cũng rập nhau một tiếng mà khen, duy có chàng Thế An cũng ngồi đấy mà chẳng mở một lời chi. Mẫu thân ngó chàng rồi cười mà hỏi rằng: thế được chăng mà ngồi làm thinh vậy con? Cả nhà nghe bà hỏi đều trơ mắt mà nhìn trân, rồi cùng reo cười lên cả, làm cho chàng mắc cỡ phải chúm chím cười rồi bỏ đi, mà chung quy cũng không trả lời được về câu hỏi đó. Tối lại song thân gọi chàng mà hỏi rằng: cuộc phối duyên cho con vậy vậy, theo ý riêng của con thế nào? Chàng Thế An thưa rằng: dạ, việc hôn nhân là quyền bởi nơi cha mẹ định, chớ đạo làm con đâu dám tự do.
Con biết vậy thật phải, song việc tạo đoan từ xưa đến nay chính là một việc rất trọng, đại hoan hệ đến trăm năm, thật chẳng dễ chi. Nên hai bên trai cùng gái có kén nhau, có ưng nhau, tình đầu ý hiệp với nhau, thì ngày sau mới hưởng được chỉ ba niên giai lão. Bằng làm cha mẹ cầm quyền mà bó buộc, gắn ép duyên nợ của con mà không cho con thỏa chí được về phần riêng đó, dẫu mà có phối hiệp đi nữa, ắt là chẳng khỏi sự trắc trở về sau. Dạ, cuộc gia thất này là cuộc trăm năm của con, nên nay cha mẹ cho phép quyền về nơi con đã. Phụ mẫu sở sanh sở định, kỳ lý tất nhiên. Đến nay mà để quyền tự do ấy lại cho con thì thật là lòng cha mẹ thương con biết mấy. Tuy vậy chớ, dầu thế nào, đạo làm con cũng phải tùy lòng cha mẹ. Nói rồi ra bộ vui vẻ, liền lui gót chân mà trở về phòng. Đây nhắc lại việc cô Ba Đờn. Khi khách về rồi, bà con ngồi chung nhau mà bàn luận. Mẫu thân cô mở lời mà hỏi rằng: bà con tính nhùm coi thế nào sẽ gả được chăng? Có ông trả lời rằng: con ai nấy định, nhưng thương được thì gả được chứ gì. Như thằng nhỏ đó thế coi được rồi, mà biết con ba có đành chăng? Mẫu thân cô nghe bà con đàm luận thì ra bộ vui vẻ tươi cười mà nói rằng: phần con này có chồng cách sông sao chứ, thấy sông lớn thật sợ quá chừng, mà tự nhiên không khỏi được. Tránh sông nhỏ mà phải gặp sông to, trước khi bên rạch núi dĩ rằng cách sông cách suối, nay Gò Công đây đi lại cũng cách sông. Nãy giờ cô Ba Đờn đứng giữa cửa buồng mà nghe, là có ý để coi bà con bàn định thế nào. Khi nghe đến đó cô giở ý sững sùng, nên tính lánh vào phòng mà ẩn mặt. Nhưng mà chỗ bà con trò chuyện đây, tại bộ dáng nhỏ phía cửa sau, đường trên bước xuống nhà cầu, còn chỗ phòng cô nằm thì kế bên bộ dáng đó, chỉ cách nhau trong ngoài một tấm vách lụa mà thôi. Bởi vậy nên ngoài nói việc chi, trong cô nghe hết. Phàm con gái đến tuần cập kê rồi, tuy là giấu giếm không lẽ nói ra, chứ tưởng lại cô nào cũng phải lo thầm tính trộm về cuộc tơ tóc trăm năm của mình. Như cô Ba Đờn đây là con nhà giàu có, nhan sắc đã đẹp mà chữ nghĩa cũng thông. Bởi vậy có nhiều đêm cô nằm trong phòng một mình, lúc canh khuya vắng vẻ, gương thỏ lờ mờ, hoặc là nghe tiếng dế ngâm nga cùng giọt sương xa lợt đợt, thì cô cũng suy nghĩ đến duyên nợ của cô. Tuy là suy nghĩ như vậy, nhưng mà trong trí cô thường hay lộn xộn hoài, chưa biết tưởng tượng đến người chồng của cô là ai. Hôm nay chồng đi coi, và cô nằm trong phòng nghe bà con bàn luận với nhau, là tỏ tánh hạnh của chàng trai đó sẽ kết cuộc trăm năm cùng cô nữa. Nên khi nghe đến đó lấy làm mắc cỡ ngại ngùng. Lẽ thì cô tính lắp tai giả điếc không nghe mới là phải, mà chẳng hiểu bởi cớ nào đây nên cô cứ lóng tai mà nghe hoài. Tối lại cô vào phòng đóng cửa tắt đèn mà ngủ. Xong mà cô ngủ không được, nằm cứ tư lự hoài, trong lòng nửa mê nửa tỉnh, tuồn như có việc chi mà không thể tỏ ra. Cô nhớ đến lúc chồng đi coi hồi sớm mơ, rồi nhớ qua đến mấy lời bà con trò chuyện khi ngoài ván. Nhớ đến đó thì trong trí cô ước rằng nếu mình kết duyên cầm sắc cùng chàng đó thì hạnh phúc biết bao. Đương khi cô ước vọng tư tưởng như vậy, phút đầu mê mẩn tâm thần, phượng phất thấy một chàng thiếu niên mặt mày tử tế, áo quần bảnh bao, ở đằng xa xa kia đi đến. Cô nghĩ ra dường như người có quen biết chi với cô một đôi lần mà nay lại quên đi. Chính nhìn cho kỹ lại thì không rõ là ai, lạ lùng thay. Chàng kia nàng nọ chẳng ai ước hẹn với nhau bao giờ, mà đêm xuân tư tưởng sao lại cũng đồng một thế. Ngày lụng tháng qua, mãn xuân sang hè, chẳng bao lâu mà đến ngày nạp lễ sơ vấn, tức là đám hỏi. Thật là trao tơ phải lứa, gieo cầu đáng nơi. Từ ấy về sau, chàng Thế An thường hay lui tới mà thăm viếng. Có một lúc nọ dần đông vừa ánh rạng, ngọn gió rung cây, đôi chim quỳnh điểu trên nhành lăng liếu, con gái trước con hát sau thuận hòa vui vẻ. Lúc ấy vào lối 7 giờ thì chàng Thế An từ ngoài bước đến. Thời mai sao chẳng có ai ở nhà, chỉ có một mình cô Ba Đờn đưa ngồi may nơi bộ ván bìa ngay cửa sông phía đầu trái trên nhà.
Cô ngồi mắt chăm chỉ ngó theo đường kim nên không hay ngoài cửa mà có chàng. Còn chàng cứ cách thông thả mà đi, nào về đâu trong cửa mà có cô. Lỡ làng cho hai đàn, rủi mà hóa may thật. Tận nơi rồi, cô không lẽ mà bước xuống, còn chàng nỡ nào mà lui ra. Hai bên trong mặt còn đang ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Cô ngồi đó cũng khó nổi ngồi, còn chàng đứng đây cũng khôn nổi đứng. Túng thế cô phải cúi đầu ra tuồng khép nép mà chào qua. Lỡ làng chàng cũng cúi đầu mà đáp lại. Bấy lâu nay chàng thấy An đến cũng nhiều lần, nhưng chưa có lần nào mà quá may như lần này vậy. Thật thấy cũng bắt tức cười. Phen này trai thấy gái, gái thấy trai mới là tỏ rõ. Chàng thấy An đứng lặng im một hồi rồi mới mở lời hỏi cô ba đờn rằng: Má đi đâu vắng? Còn anh hai sao chẳng thấy ở nhà? Cô ba nghe chàng hỏi như vậy thì dở ý rụt rè, nên cô phải cúi đầu mà ngó xuống. Dây lâu rồi mới thung dung mà đáp lại rằng: Má đi xuống Cần Giờ, còn anh hai đi thăm ruộng. Má đi hồi nào? Má mới đi con nước rồng hồi khuya này. Chừng nào má về? Như con nước lớn chiều mai mà không về, chắc là đến mốt. Rồi đó cô khoan thai mà bước xuống, bưng đồ may rải rải mà thẳng vào phòng. Còn chàng một mình đứng ngó ngẩn ngơ, ý lạ làm sao. Bàn chân ai đóng đây mà dính cứng, chẳng đi tới cũng chẳng bước lui. Dây lâu cô ba đờn bưng lên một bình trà và một cái tách. Lại có đứa thị tỳ bưng hộp thuốc nối theo sau, đều cùng để ngay giữa bàn. Cô ba rót ra một tách trà, rồi cô bước tới trước vài bước mà mời chàng rằng: Ngồi nơi ghế uống nước và hút thuốc. Chàng thấy An nãy giờ đứng đây cũng chủ lấy cái lễ cung kính, khi nghe cô ba mời thì thầm nghĩ rằng: Mình là phận nam nhi mà ngại gì, nếu giữ lễ phép quá thì ra tình khủng khiếp, nếu khủng khiếp thì phải mất dung nghi. Nghĩ vậy nên chàng cũng bước lại ghế, ghé hơi mà ngồi. Còn cô ba thì trở gót lại, đi thẳng xuống nhà sau mà lo cơm nước. Nhưng giây lát rồi cô cũng trở lên, bưng bình trà mà chế. Cô lại hỏi rằng: Chừng nào về? Chàng trả lời: Rồi đây cũng về. Ở lại nghỉ, chừng má về rồi sẽ về. Chập lâu người anh hai đi thăm ruộng về, ngoài bước vô thấy chàng liền chào mừng, hang hỏi lăng xăng. Lại hối trẻ pha trà bưng lên tiếp đãi một cách ân cần. Đương khi ngồi uống trà, nghe người anh hai nói rằng: Dượng qua nay rủi quá, vì má không có ở nhà. Mới hồi khuya này má đi với bà Mười xuống Cần Giờ mua cá. Cũng khi tới rồi, chắc vài ngày nữa má mới về. Bởi trời tháng này giông thổi không chừng, e không cá còn phải đợi. Hễ thổi lớn thì ghe đái nó không dám ra. Thôi Dượng ở lại chơi, chừng má về rồi Dượng sẽ về. Giải thích: ghe đáy là một loại ghe dùng để đánh cá bằng kỹ thuật đóng đáy. Đó là kỹ thuật chăn lưới giữa dòng sông để đón luồng cá. Hết giải thích. Thưa anh hai, xin cho phép em về, e bên nhà có lòng trông đợi. Hôm nay má trông Dượng lắm, nhắc nhở hoài, may mà Dượng qua đây. Thôi ở lại nghỉ chơi. Dứt lời kế thấy người đến mời dùng cơm. Khi cơm nước xong rồi, người anh hai cũng tỏ lòng quyến luyến cầm hoài, bất đắc dĩ lắm chàng phải vâng lời. Cách vài ngày sau, bà Nhạc đi Cần Giờ về rồi chàng mới dời gót. Thế thường hễ lửa gần rơm chẳng trèm cũng trụa, trai gần gái chẳng thế nọ cũng thế kia. Chúng như kẻ khác sao cho khỏi đượm nồng hương lửa lúc đêm vắng này. Chớ như chàng thấy An đây, vẫn là một người thường hay hậu trọng danh giá. Như cô ba đờn là gái nết na đoan chánh, bởi vậy nên trong khi hai bên đối nhau, cùng đêm vắng nhà cũng chẳng có ai, mà hai người ai cũng giữ lấy lòng cẩn thận kiến nhường, chứ chẳng phải như mấy bợm quến gió rủ trăng kia. Hễ gặp gái thì ra tuồng như mèo thấy mỡ, làm lắm lối nhiều điều vô lễ nghĩa, cho hư danh sủ tuyết cả hai vậy. Sen tàn mận nảy giò sương, ngày tháng qua như chớp nhoáng. Chẳng bao lâu mà đến ngày đôi lứa thành hôn. Bà con vui mừng hỉ hả, khách khứa đầy nhà. Họ bên trai tiếp rước dâu hiền, họ bên gái chào mừng rể mới. Thật là người yểu điệu kẻ văn chương,
trai tài gái sắc, xuân đương kịp thì. Trong khi đối tiệc, bà con họ hàng hai bên ai cũng để ý mà khen thầm, cho là xứng đáng. Trai đã phải lứa mà gái cũng xứng duyên, khiến nên kẻ bắt người nam mà sum hiệp một nhà. Trai tài gái sắc đòi duyên một cuộc. Ông Nguyệt Lão khéo đem sợi chỉ hồng mà buộc chân người ngàn dặm. Thật là tài tử gia nhân, châu Trần còn có châu Trần nào hơn. Từ ngày Loan Phụng đoàn viên rồi thì cô Ba Đờn chỉ chăm lo phận sự làm dâu. Thần Tĩnh Mộ Khang chẳng hề sai sót, lại thêm nữ công nữ tắc cả hoàn toàn. Bởi vậy bà có bên chồng ai cũng thương yêu cô mà tỏ lòng khen ngợi. Bao nhiêu tôi trai tớ gái trong nhà thải đều kính trọng mà thinh tùng cô dạy bảo. Khá khen, xưa cô còn ở với mẹ tánh hiền thục, ai thấy cũng thương. Nay về nhà người, ý thiệt thà bà con đều mến. Thật là người khôn chẳng luận năm ba, đứa dại giàu cho đến già cũng dại. Lúc này chàng Thế An cũng còn tân cần nấu sử sôi kinh, việc học tập ngày thêm siêng sắng. Lúc ngâm thi đọc sách, cơn làm đối làm bài, thường ngày nghiên viết chẳng rời tay. Bởi quyết noi theo đường Khổng Mạnh nên ra sức mà dọn dẹp trong gai, vì muốn cho đáng mặt trò phải gắn công sớm khuya đèn sách. Thật là dầu đặng vàng rồng năm bảy nén, dễ bằng kinh sử một đôi pho. Đây nhắc lại mẫu thân cô Ba Đờn, từ lúc bà định lễ vu quy cho cô rồi, liếc thấy hai bên hòa thuận, trai gái sum vầy, bà thấy mừng rỡ. Có đêm bà nằm nhớ đến cô, rồi bà nghĩ thầm một mình rằng: chỗ này thế coi mua bán được quá, mà tiếc vì lâu nay chẳng có ai. Chớ chi vợ chồng con này về ở được với mình ít năm, mà mở hàng tập quá nơi xóm này chắc là thành được. Nó về ở đây đã được một mối lợi, mà mình còn dạy dỗ con thêm được nữa. Như việc này chắc vợ chồng nó sẽ làm nên, chỉ như họ không biết gì hết kia mà còn được thay. Huống gì thẳng nó toán bút cũng giỏi, mà chữ nghĩa cũng thông, vậy còn tiện hơn nữa. Bà nghĩ đến đó lòng vẫn mừng thầm, sắc thêm vui vẻ. Nên cách ít lâu đến ngày kỵ cơm cho phụ thân cô Ba Đờn, vợ chồng cô về mà lo dọn dẹp trong nhà. Khi tiệc mãn rồi bà con về hết, mà vợ chồng cô còn ở lại. Sẵn dịp mẫu thân cô đem hết cả lời suy nghĩ hôm nọ mà tỏ lại cho vợ chồng cô nghe. Bà nói: má muốn cho vợ chồng con về ở đây mà mở hàng tập quá nơi xóm này, mua bán ít năm, vì có đôi bạn rồi, phải lo cho có bề thế mà làm ăn. Như làm ruộng cũng là nghề nghiệp, nhưng mà có ý cực khổ hơn. Chứ những nghề thương mãi thật là thông thả, có thời cũng mau làm giàu vậy. Hồi cậu con còn mạnh giỏi, má cũng có mua bán mấy năm, coi mau khá quá. Chứ phải cậu con còn lúc này, khi má cũng còn bán nữa. Rủi sao phần có bao nhiêu, tội nghiệp quá, làm cho má cả nhà mênh mông mà không ai coi giữ. Phần nói bị bọn ăn trộm nó lấy đồ, bởi vậy nên má buồn mà má không bán nữa. Bà nói đến đó cô Ba Đờn tiếp mà nói rằng: hồi cậu mất con biết, con khóc dữ quá, thấy người ta đến đông chật nhà, một lát rồi đem cậu đi đâu mất. Hồi nào con không hay, con chạy lên bà nội hắt hơ hắt hải kiếm dữ quá mà không thấy cậu. Ít lâu chi đó rồi má dẫn con về với ông ngoại. Con nhớ năm đó con còn nhỏ, đâu chừng 8-9 tuổi chi đó ha má. Mẫu thân cô cười mà nói rằng: con nhỏ này nó nhớ lâu dữ. Cô Ba Đờn khi nghe mẫu thân nói như vậy thì cô mừng rỡ vô cùng. Nên lúc về nhà rồi, trong đêm vắng cơn vui, cô thỏ thẻ mà nói với chồng rằng: mình ơi, buổi này phải lo làm ăn kiếm chút tiền bạc, sao còn thảnh thơi được. Nên hôm trước má tính vậy cũng phải, mà mình có thể nghĩ lại chưa? Chàng Thế An nói rằng: cha mẹ thương con mà tính như vậy cũng tiện, nhưng mà còn khó một chút nên chưa quyết được. Cô Ba Đờn nói: theo ý thiếp tưởng lại chẳng khó chi. Mình nói vậy chứ khách trú kia sao, quê quán ở bên tàu, đường đi cách trở ngàn dặm non sông, mà người còn chẳng nệ. Thế nên tách thân lìa xứ, đem mình gửi nơi đất khách mà kiếm sở làm ăn. Mình coi người lập nên biết mấy cơ nghiệp lớn. Còn như mình đây với đó là có bao xa đâu, bước ra thì đến nhà. Nếu chỗ đó mà mua bán không được thật uổng quá.
Từ đó về sau, hễ khi nào chàng vui, cô cũng đem lời mà bàn tính. Nên sau rồi vợ chồng cũng về bên mẫu thân cô mà mở một ngôi hàng rất nên to tát. Đêm nọ nhằm lúc rảnh rang, trời trong gió mát, vợ chồng đối với nhau pha trà mà nhậu. Chàng thấy An và nhậu và nói rằng: theo đời này, cái mối quyền lợi của nước dân ta lâu nay phần nhiều về tay ngoại quốc tóm thâu, thấy vậy cũng nóng lòng. Đã phần lợi của mình mà mình hưởng không được. Nói đến đó rồi rót trà ra mà nhậu. Nhậu rồi thì nói: bởi vậy nên mấy năm nay mình giơ tay ra mà hứng chút ít, tuy là không chọn nhiều nhưng cũng khá được. Mà chớ chi mình cất riêng ra thế còn thạnh hơn nữa. Vì ở đây đường đi nước bước có ý trẻo xa, chẳng qua là giao thiệp trong mấy xóm gần đây, còn những khách hành lữ tình cờ nào có biết. Vậy thì cũng đủ mất một mối lợi lớn rồi. Cô Ba Đờn nghe chồng nói như vậy thì nét mặt tươi cười, tấm lòng phới phỡn, ra bộ mừng rỡ mà nói rằng: lâu nay thiếp cũng có ý ước thầm như vậy, xong mà chưa có dịp được tỏ lại cho mình nghe. Nay mình tính đây thật phải, rõ ràng là ý hiệp tâm đầu, tình ân ái hai người mà như một. Nhắc lại khi vợ chồng cô Ba Đờn mới về bên mẫu thân, cả nhà đều mừng rỡ, chị em lui tới hỏi han, thật là vui vẻ vô ngần. Từ đó về sau, đường thương lộ một ngày một thạnh, ban đầu nhỏ nhỏ, lần lần mà quá ra to. Mẫu thân cô thấy vậy cũng mừng, nên có lúc nọ bà gọi chàng Thế An vào mà nói rằng: cuộc mua bán thế coi cũng khá được. Dạ, mua bán thì mua bán, còn đám rẫy bà quê đằng sau má làm mỗi năm đó, con coi thuê công cày cấy mà làm. Thật, con người ta ở đời, trời cho làm nên được chẳng bao lâu, việc khó mà ra dễ, làm ít mà hóa ra nhiều. Như vợ chồng của chàng Thế An đây, hàng tạp vật đã hoạt thành mà nông nghiệp lại đăng phong. Ý nói là thành công. Có một khi nọ nhằm lúc rảnh rang, trong nhà vui vẻ, chàng Thế An đem hết các lời của vợ chồng bàn tính về việc muốn dọn tiệm riêng mà thưa lại cho bà Nhạc hay. Bà nghe qua liền vui lòng mà hỏi chàng rằng: con tính được vậy má cũng mừng, mà theo ý con muốn cất chỗ nào? Chàng Thế An nghe bà hỏi liền thưa rằng: chỗ khoảng trống kế nhà bà Năm, con coi có thể tiện được, vậy xin má cũng vui lòng. Bà nói: ăn nhiều chứ ở bao nhiêu, như chỗ đó thì cũng được rồi. Nhưng mà má có nghe cậu ba của con nó nói đến ngày nó sửa nhà lại, làm thêm ra hai cái trái gãy thì chỗ đó phải chật rồi. Vậy thôi để cho nó cất trái gì nó cất, con ở chỗ phía đầu trái trên ông ngoại ngó ra đó cũng được. Chỗ tiệm cất đây cách nhà bà Nhạc của chàng chẳng bao xa, độ chừng 30 ngoài thước. Thật chỗ này nhiều việc tự tiện lắm, vì phía trước cửa có một tòa nhà ngói cũ của ông ngoại vợ chàng cất một dải vắng ngang. Ngoài lại có cái cửa ngõ ngăn, chung quanh đều bà con hết. Nhờ vậy nên trong đêm hôm tăm tối cũng đỡ lo mọi việc về nỗi bọn gian nhân. Cách ít tuần sau, tiệm dọn xong rồi, hạ lễ tân trương nhằm ngày mùng 2 Tết năm Giáp Tý. Đường thương lộ từ đây rộng mở, lần lần mà dựng nên cơ nghiệp kinh vinh. Khách lui tới dày dày, ngày chí tối, kẻ ra người vô nối gót, coi một đường thương lộ thật là vui vẻ biết bao. Nhà có cô Ba Đờn là một người đàn bà biết tùy theo thời thế mà ở ăn, nên cô thường hay mở lòng rộng rãi mà giao thiệp với bọn bạn hàng, dùng lời vui vẻ nói cười cười mà mua bán. Chỉ như một trẻ em chẳng biết chi, cô cũng giữ một lời chắc thiệt. Người giàu hèn hạ thế nào cô cũng kiên gì, chứ chẳng phải cậy mình rằng sang trọng mà buông những lời cao ráo, cùng làm những mặt kiêu căng mà khinh nể kẻ nghèo hèn. Thế nên những người thương khách ai ai cũng kính trọng cô mà vui lòng lui tới. Còn việc cô ở với chồng thật là hết đạo thuận tùng, dầu một chuyện chẳng đáng chi, cô có muốn làm đi nữa thì cũng xin phép với chồng, chẳng có khi nào mà dám tự chuyên tự chế, cùng là đối với chồng mà cao mày lớn giọng. Bởi thế nên khi cô có chồng đến nay, đã trải mấy năm trời mà chẳng có một lời gì hờn giận. Thật đạo vợ chồng này, tưởng lại theo thường ít có. Vậy cũng nên chép ra mà làm một tấm gương để đời cho người roi dấu. Chứ nói nãy giờ đây chắc các ngài không thích chí rồi. Một nhà vui đạo sướng tùy, chồng hòa vợ thuận, có khi rảnh việc
chồng ra sửa kiển trồng hoa, vợ đem đồ ra ngồi mai giá. Có đêm bóng hằng tỏ rạng soi chiếu trong ngoài, chồng thì cầm sách mà đọc, hễ đọc đến đoạn nào hay thì giai lại cắt nghĩa cho vợ nghe. Còn vợ thì kéo chỉ mà thêu, hễ thêu được kiểu nào khéo thì kêu chồng ngó lại mà khoe. Hoặc có đêm trăng tỏ trời thanh, hơi hòa gió mát, thời nhắc ghế ra để trước vườn hoa mà ngồi, đối nhau mà luận đàm thế sự, ý hiệp tâm đầu, thật là tương đắc. Một cảnh gia đình của vợ chồng hòa thuận này tưởng chừng ít năm sau đây sẽ chiếm được phần phong phú trong xã hội, hưởng bề cực lạc chẳng ai tày. Nhưng mà còn cưu lòng một việc chưa được toại nguyện, đáng lo thay. Nhớ xưa tiếng đại hiền ra, ba điều bất hiếu, một là không con. Một đêm trời nọ canh khuya vắng vẻ, bóng nguyệt lờ mờ, nhà lối xóm lặng trang, chỉ bên tai còn nghe hơi văng vẳng tiếng chó sủa kẻ qua đường. Một cảnh trời im tịch mịch, vợ chồng chung nhau mà luận việc này việc nọ, thì cô Ba Đờn nói với chồng rằng: "Thiếp có biết một câu hát như vậy: quả kiêu nam đáo nữ phòng, người dương khác họ đem lòng nhớ thương. Đố mình sao vậy? Như anh em cật ruột tình thương tưởng thì phải, còn không bà con thân thích chi mà đem lòng quyến luyến là sao?" Chàng Thế An nghe vợ hỏi liền chúm chím cười mà nói rằng: "Câu tục diêu đó tuy là thường, song nghĩ ra cho đến lẽ thật là hay, nhưng mà không thể giải ra cho hết ý được." Cô Ba Đờ muốn nghe gấp nên tiếp mà nói rằng: "Thiếp hỏi câu hát đó mình không cắt nghĩa mà nghe, để nói tục diêu nào đâu dông dài." Chàng Thế An dai ra giả giận làm thinh, giây lát rồi nặng tiếng mà nói rằng: "Tục diêu là câu hát chứ gì." Tánh cô Ba Đờ không hề để cho chồng mình buồn, nên khi thấy chồng dai ra thì cô e là có giận đi, liền lấy tay vỗ nhẹ nhẹ vào vai chồng mà nói rằng: "Thiếp cam chịu lỗi muôn phần, vì không rõ nghĩa hai chữ tục diêu nên nói giỡn lỡ. Thôi mình giận chi kẻ đàn bà, chấp chi thân phụ nữ, mình dai lại cắt nghĩa mà nghe mình, kẻo thiếp đợi chờ tội nghiệp." Chàng vẫn còn chữa muốn dai lại, song nghe mấy lời của cô nói khiến cho người không thế gì mà ngó lơ luôn được, nên thủng thẳng rồi cũng dai qua, ngó cô mỉm cười mà nói rằng: "Ta đã nói là khó giảng nghĩa lắm, mà thôi nói tắt như vậy, nghe cho mau hiểu. Hễ cô nào có chồng rồi thì tự nhiên biết ngay, chứ cần gì phải hỏi. Vậy chớ đôi ta đây đồng một họ hay là thân thích chi chăng? Ấy bởi phần trời đất định, ông Nguyệt Lão khiến xui, nên kẻ nam người Bắc mà gần nhau, gần nhau rồi mới sanh ra tình thân ái là vậy vậy." Cô Ba Đờ nghe chồng nói liền cười mà nói rằng: "Ai khéo đặt câu hát thật hay, sao mà rõ biết hết ý nghĩa của người. Này mình, còn hai câu này nữa, xin mình cũng vui lòng mà giảng nghĩa luôn. Khá khen hàng thị nghĩa phương, hòa huờn mật gấu giúp trường kinh luân. Bẻ lau làm viết chép văn, Âu Dương có mẹ dạy răng như thầy." Chàng nghe cô đọc hai câu ấy liền trương đôi mắt nhìn trân, dường như đối với một người lạ mặt. Đến khi cô đọc rồi, chàng hỏi rằng: "Hiền thê nghe ai hát hay là thấy đâu mà đọc đây?" "Thuở nay hai câu này thiếp chưa từng nghe ai hát, vì hôm trước mình đi chợ lớn, ở nhà chèo queo một mình buồn quá, nên lấy quyển Nữ Phạm của mình để trong tủ đem ra mà coi. Đọc cũng nhiều câu mà nhớ được có bấy nhiêu, hôm nay sợ quên nên ngày chí tối cứ lặp đi lặp lại hoài mà không hiểu nổi, nên phải chờ mình về mà hỏi lại. Thế cũng có duyên cớ gì hay lắm hả mình?" "Nghĩa lý vô cùng, cổ tích còn hay hơn nữa. Vì câu khá khen hàng thị nghĩa phương,
hòa huờn mật gấu giúp trường kinh luân. Nghĩa là đời nhà Đường có một người vợ của người Liễu Công Sước, gọi là nàng Hàng Phu Nhân, cho con là Trọng Vĩnh đi học. Nàng thấy con thức khuya dậy sớm, e quá lo mà sanh bệnh hoạn, nên dùng mật gấu hòa với thuốc mà làm hoàng, cho con ngậm khỏe mà học siêng. Đến sau rồi người học giỏi nên danh là bởi có chút công của mẹ. Vì người đàn bà mà biết trợ lực cho con bước đến đường kinh luân như vậy, nên tiếng thơm trôi đến ngày nay. Còn như câu bẻ lau làm viết chép văn, Âu Dương có mẹ dạy răng như thầy, nghĩa là đời nhà Tống có ông Âu Dương Tu mới lên 4 tuổi. Phụ thân người sớm tách cõi trần, chỉ còn lại một bà mẫu thân, gọi là bà Trịnh Phu Nhân. Mẹ con hẩm hút khuya sớm nuôi nhau, đến khi ông Âu Dương Tu trọng rồi, bà muốn dạy ông học. Nhân vì nhà nghèo khổ quá, đến đổi không tiền mua giấy viết, túng thế bà phải bẻ lau mà làm viết, dùng đất giả làm giấy, vạch chữ mà dạy con. Việc học của người lao khổ thế mà đến sau cũng được thành danh, làm đến bậc hàn lâm học sĩ, là bởi nhờ mẫu thân dạy dỗ khuyên răn. Sánh lại thì cũng như thầy vậy. Nói đến đây, đương khúc vui mà quá ra khúc buồn, khiến cho người chạnh lòng mà nhớ đến sự buồn riêng. Nên cô Ba Đờn dùng chiếc miệng thở ra mà than rằng: "Mình ơi, người có con mà dạy bảo như vậy, còn như thiếp đây mà muốn dạy mà biết dạy ai? Chứ chi trời cho thiếp được một đứa, dầu trai dầu gái, thiếp ru con mà hát mấy câu đó cho mình nghe. Tức không rõ bởi duyên cớ chi vợ chồng phối hiệp đã trải mấy năm trời, mà sao luống chịu phận bơ vơ. Nghĩ ra thật một việc đáng buồn cho thiếp. Quả như vậy, mai sau già rồi biết nhờ cậy cùng ai?" Chàng Thế An nghe vợ than mấy lời, trong dạ cũng buồn thầm, song bề ngoài vẫn an nhiên như người vô sự, nên khoan thai mà nói rằng: "Phần trời định không, dầu lo thế mấy cũng không. Chừng có, dầu không muốn mà tự nhiên cũng có. Giả như lão bạn Du Khả sanh châu, ngao già mà còn sanh ngọc được thay. Huống gì đôi ta còn non nhỏ, sự thường nhiên có thuở phải sanh con. Con đợi chừng nào nữa, phải có thì mấy năm nay có rồi." Chàng Thế An vừa cười vừa nói rằng: "Sao lại không có? Nhân vì ngày giờ chưa đến, chứ chừng có đây mặc sức mà nuôi, hiền thê phải quá lo cho nhọc trí. Bây giờ trời cũng khuya rồi, thôi đôi ta sẽ nghỉ cho sớm." Thiệt người ở đời mà không con, tưởng lại dầu cho người bậc nào thì cũng phải buồn một chút. Tuy có vàng ròng ngàn lượng gọi là quý, chứ đâu bằng được một đứa hài nhi. Dầu cho có lầu cao nhà lớn, vườn ruộng mênh mông, dầu sang thế nào mà không con thì có chi mà vui sướng. Cách năm sau, làng Tân Phước tuyển cử phụ thân chàng Thế An ra đương di chức xã trưởng, vì ông là người tâm trí công bình, tài năng mẫn thiệp, xứng đáng một người ra thay mặt cho xã hội nhân quần. Khi ông lãnh phần trách nhiệm rồi, chàng Thế An tính lo về mà giúp việc cho ông, nên trong đêm tối chàng đem lời mà tỏ cùng vợ rằng: "Hiền thê ơi, đôi ta trao duyên kết tóc chưa được mấy năm, chữ tình còn mặn, chữ duyên còn nồng. Ta vẫn chẳng muốn một ngày mà vắng mặt, một phút mà rời nhau. Nhân vì năm nay trong làng trạch cử phụ thân ra đương di vị xã trưởng, phần vì việc nước, phần lo việc nhà, ta chẳng nỡ điềm nhiên tạ thị. Dầu thế nào ta cũng phải về, vì đạo làm nhân tử phải giữ cho tròn. Ta không nỡ làm người bất hiếu, cũng chẳng muốn làm đứa vô tình. Xong việc của cha mẹ thì phải lo trước, còn việc của vợ chồng mình đây còn nhiều ngày. Giả làm ăn năm nay không được thì năm khác cũng chẳng muộn chi đây. Vậy hiền thê hãy ở nhà an gối phụng loan, lo giữ gìn diện mối." Cô Ba Đờn đang lúc ân ái còn mặn nồng, vẫn chẳng muốn cho chồng mình xa một bước. Xong mà cô tuy là phận nhi nữ, chứ cũng biết điều trọng nhân luân, nên nghe chồng nói qua cô cũng vui lòng mà đáp lại rằng: "Mình ơi, đạo làm trai chí lo báo hiếu, đã biết tình là nặng mà hiếu lại quá sâu. Thiếp cũng muốn cho mình trước lo hiếu cho tròn, còn tình xin dẹp một bên đó, sau rồi ngày nào cũng được. Miễn là đừng quên mấy lời vàng đá, thì đôi ta chân gối cũng có khi. Nay mình có lòng vì hiếu mà tỏ chút tình, thiệt lòng thiếp đây cả mừng lắm lắm." Chàng Thế An nghe vợ nói mấy lời có lòng vì hiếu mà cất tình như vậy,
càng thương càng mừng rỡ bội phần. Liền đó chàng phát nhiên mà ngâm một câu rằng: khen cho thục nữ chí cao, phải người sớm mận tối đào như ai. Ngày chàng Thế An dời gót, cô Ba Đờn lo sắm sửa các vật tiễn hành, rồi xách vali đưa chồng tới mé sông Vàm rạch sâu. Vợ chồng nhìn nhau, miệng muốn nói mà nói ra thì ngại, ngặt vì có mấy người độ gian còn đó, nên khó nổi hở môi. Dây lâu người đi rồi, cô Ba Đờn mở lời nói với chồng rằng: sống lượng ngàn trùng đến đây là cách, song chữ đồng đôi ta đừng cho cách mới hay. Thiếp một lời xin với Lan Quân, ngày nào có rảnh việc thời về, kẻo thiếp lúa ngày trong đêm tưởng. Nói rồi nét hoa ủ dột, mày liễu kém xinh, rơi lụy mà đưa chồng. Chàng Thế An thấy cảnh tình như vậy cũng động chút lòng chua xót, song chưa kịp gửi một lời chi, bỗng nghe tiếng trạo thuyền buông lời dục thúc, hối hả kéo neo. Chàng cầm tay cô xa nước mắt nhìn qua, rồi lật đật bước xuống thuyền. Ngại ngùng một bước một xa, mấy lời trân trọng châu xa mấy hàng. Vội vàng dở gót xuống thoàng, mối sầu xẻ nửa, bước đàn chia hai. Giải thích: thoàng nghĩa là thuyền. Hết giải thích. Đò kéo neo rút buồm chạy, chồng đứng dưới thuyền ngó lại, vợ đứng trên bực ngó ra. Hai bên trong mặt càng ngó càng xa, chừng không thấy nhau nữa. Cô Ba Đờn vẫn một mình đứng ngó mông theo cánh buồm xa thấp thoáng, bóng soi dưới làn nước vẫn dơ. Một hồi rồi cô lui gót. Đoạn trường thay lúc phân ly, kẻ về xót dạ, người đi đau lòng. Khi cô về đến nhà rồi, ngồi một mình nghĩ ra, càng nhớ càng thương, bâng khuâng trong dạ. Nhớ là nhớ người ân ái, thương là thương chồng cách xa. Hễ nghĩ tới thì thương nhớ, song đạo tề gia cô cứ chăm lo, nên ngày nay tuy là chồng chẳng có ở nhà, mà giềng mối cô cũng lo trọn. Nàng từ chích bóng song thê, đàn kia nỗi nọ như chia tấm lòng. Từ ngày chàng Thế An đi rồi đến nay, cô Ba Đờn vẫn luống lòng trong đợi. Có nhiều khi cô ngồi một mình than thở mà nhớ chồng, xong cũng chẳng bao lâu mà chồng cô về đến. Lúc ấy tay bắt tay càng mừng rỡ, mặt nhìn mặt thêm vui. Cùng nhau tay lại cầm tay, càng yêu vì nết, càng say vì tình. Khi nên trời cũng chịu người, mừng này dầu đặn vàng mười dễ cân. Đến đây trong chốn gia đình biết bao là hoan hạnh, đã vui việc kia còn thêm mừng việc nọ. Vợ chồng hiệp mặt dày vui mà điềm kiết triệu ứng cho cô Ba Đợn thọ thay là khác. Bà con cha mẹ hai bên đều mừng rỡ bội phần. Thứ nhất là cô Ba lại thêm vui vẻ lắm. Bóng thiều quang qua như chớp nhán, ngày tháng tợ thôi đưa. Chẳng mấy tuần trăng mà đã đến kỳ hoa nở. Nhằm tiết mùa xuân, cô Ba Đợn sanh được một chàng trai. Lúc bấy giờ người sớm giềng ai ai cũng rủ nhau đến thăm mà mừng rỡ, thật sự hoan hỷ này. Đến như người dưng mà còn vậy, huống chi trong dòng thân thích ruột rà, ký giả khó mà biên ra cho hết được. Sự mừng chưa được bao lâu, trách ai đem mối tơ sầu vấn vương. Cô Ba Đờn mới nương được hột ngọc trương, còn đang mừng rỡ, nào dè chẳng bao lâu mà ngọc nát phút rời tay. Ôi tiếc mấy lời xưa nay ước vọng, thôi thà trót không cho rảnh, chứ chi thấy mặt mấy ngày rồi cũng như không. Uổng công cho cô nặng nề đằng đẵng 10 tháng, nhọc lòng bấm tay lẩm bẩm từ ngày. Khi sinh ra dầu trai dầu gái, hễ thấy mặt thì thương. Phận nhi nữ thường tình ai ai cũng vậy, chảo máu tình thâm sôi sùng sục, lò lửa ái tử cháy tưng bừng. Chao ôi con mất đi rồi, cô Ba Đờn nhớ tới dường như dao cắt ruột. Trong mình cô đã nghe hơi không khỏe, mà vì câu mẫu tử tình thâm nên bệnh cô từ đây phát nặng. Chàng Thế An thấy vậy cũng đau lòng, song chàng còn gượng gạo dùng lời chi đáng mà khuyên giải rằng: hiền thê ơi, bấy lâu vợ chồng ta vẫn lo vì một câu vô hậu, vừa mới được toại lòng, vui vui mừng mừng chẳng bao lâu, mà nay lại gặp việc rủi ro nên mới sanh ra điều sầu thảm. Ấy là cũng bởi cái vận thời của ta còn điên đảo, nên khiến cho cốt nhục phải phân ly.
Kìa, ông sanh không chút lòng thương cho đó thì thôi. Vậy hiền thê cũng nên thuận theo ý trời, tùy sự nhi an, chớ khá u sầu chi cho lắm mà hao mòn dốc ngọc. Dạ, việc sanh tử là một lẽ đương nhiên, xét lại cho kỹ thì cũng chẳng lấy chi làm lạ. Rất đổi như bậc thánh nhân kia, đến số vô thường còn chẳng khỏi, huống chi là đồng tử hài nhi. Thôi, hễ còn chồng còn vợ mình đây, còn sanh sản, đứa này có mất, sao còn đứa kia? Có lẽ nào khuôn sanh nở phụ lòng người, khiến cho một lần này rồi đoạn sản chi chăng? Vậy hiền thế cũng yên lòng, kể rằng cái thân này là trọng đó mà thôi, ngõ nhờ ơn trời còn thỏa khác. Ôm lòng đòi đoạn xa gần, chẳng dò mà rối, không dần mà đau. Cô Ba Đờn đang cơn sầu thảm trong chiều, ruột tầm chín khúc, đau đớn vì nỗi tiếc thương con. Nay nghe mấy lời của chồng khuyên giải, cô phải thuận ý mà tùy theo. Nhờ vậy nên cũng được an lòng một lúc. Trong khi vợ chồng còn đang than vãn, phút đầu chàng thấy An cả mê mẩn tâm thần, vừa thiêu thiêu giấc điệp, mơ màng thoạt thấy hiền thê lâm bệnh. Trước còn khinh chứng, sau phát hiểm nguy, tay chân cất nhắc đều vô lực cả, thở dài một tiếng kế lâm chung. Chao ôi, chàng vừa thấy như vậy thì dùng khóc rống lên. Cô Ba Đờ nghe tiếng khóc chẳng biết điều chi, liền lật đật dỗ vào mình, gọi thức mà hỏi rằng: mình nằm mơ thấy những việc chi mà khóc dữ vậy? Chàng giật mình dở giấc, mà giọt lệ còn nhỏ ròng ròng, hơi trong cổ còn ấm ức, tình trạng ấy lấy làm quái lạ. Xong mà chàng chẳng chút nghi ngờ, bởi vì thuở bình sanh chàng thường hay ít tin tưởng những việc dị đoan, xem mộng triệu chính là một điều vô bằng cớ, thế không lý gì mà tin chuộng được. Và chàng e nói rõ ra đây chắc chẳng khỏi thường tình phụ nhân đa kinh khủng. Vì vậy nên khi nghe cô hỏi thì giả ý cười mà đáp rằng: trời nóng nực quá ngủ không yên, phần bị mấy con mũi đồng sóc nó đeo theo bên mình, thế nên nói sằng khóc bậy vậy chứ có gì. Thế mà cô Ba Đờn cũng có ý hồ nghi chi đây, nên cô cứ hỏi hoài. Xong chàng cũng trả lời mà nói cho qua, chứ điềm mộng triệu thể nào tự nhiên chàng không nghĩ tới. Cứ theo mộng triệu mà suy, âm dương có lẽ biệt ly chăng là. Bóng thái dương yến chiếu hừng hừng, ngọn gió rung cây lắc lẻo, khúc đường từ dưới cầu chợ trạm sắp lên tới ngã ba, thiên hạ qua lại dập dìu, kẻ bưng người xách, đường đi kẻ tới, người lui chen nhau lộn xộn. Ô tô mấy chiếc lên xuống bóp còi te te. Giải thích: cầu chợ trạm là một chiếc cầu bắc qua sông, gần bên cạnh có một cái chợ gọi là chợ trạm. Sở dĩ đặt tên chợ là chợ trạm bởi vì chợ được đặt gần một cái trạm lính. Chợ trạm và cầu chợ trạm thuộc địa giới huyện Cần Đước, nằm ven liên tỉnh lộ 50, nay là quốc lộ 50. Hết giải thích. Lúc ấy độ chừng 7 giờ, dưới đầu cầu có một chiếc thuyền nho nhỏ, mùi phên tử tế đang đậu tại đó. Ấy là thuyền của ai? Hỏi ra thì chiếc thuyền này là thuyền của chàng Thế An, đem hiền thê đến danh y mà cầu trị. Cha chả, thế bệnh cô Ba Đờn không thuyên giảm chi chăng, nên chàng mới chở đến đây. Lúc bấy giờ dưới thuyền ai nấy đều lên chợ mà mua ăn, chỉ một mình vợ chồng chàng Thế An còn đang để mắt ngó lên cầu mà ngắm cảnh. Giây lâu rồi vào trong, chồng cầm tay vợ mà hỏi rằng: hiền thê ơi, uống mấy thang thuốc, nay bệnh nhẹ thế nào? Cô Ba Đờ nghe chồng hỏi thì ra tuồng mừng rỡ mà đáp lại rằng: nay khá hơn ngày trước nhiều, trong mình khỏe khoắn, ăn uống lại biết ngon, chắc chừng kỵ cơm cho cậu thể mạnh được rồi. Chàng Thế An nghe vợ nói cả mừng, liền xích lại gần bên mà trò chuyện. Độ cũng quá nửa giờ, bỗng không cô Ba Đờn hai tay ôm tròn lấy vai chồng, một hồi rồi kề mặt hung lia hai ba cái, tỏ dấu tình vợ chồng thương yêu thiết lắm. Tình ân ái lúc bấy giờ một cách lạ thường, ký giả biên đến đây cũng lấy làm lạ. Có lẽ là thái hiệp tất ly chi chăng? Giải thích: thái hiệp tất ly có nghĩa là phút giây sum họp cuối cùng trước khi biệt ly. Hết giải thích. Cô Ba Đờn hung chồng rồi thủng thẳng lấy tay ra, nhìn nhìn ngồi thở ra từng chập, dường như lúc phu phụ muốn phân ly. Thật ai thấy lúc này cũng phải xa nước mắt, song không thế mà biên rõ ra cho hết được.
Chập lâu rồi cô chép miệng mà than rằng: Mình ôi, đôi ta hương lửa đang nồng, tình ân ái càng thêm khăng khít. Thiếp ngó thấy mình sao mà đem lòng thương quá mình ôi. Bệnh hoạn chi về mà phải lao khổ đến chồng con nhiều nỗi. Thoảng mạnh luôn thì tốt, nếu còn trở đi trở lại như hôm rồi, e là khó lắm mình ôi. Dầu chẳng may mà thiếp xuống chúng quỳnh tiền, rồi biết làm sao đây mình ôi. Cô Ba Đờn nói đến đó, mắt nhìn chồng đôi giọt rưng rưng. Miệng còn muốn nói nữa mà thế nói không ra được. Dầu cho nên cô phải ngồi sững mặt khóc ngay. Cảnh tình như vậy, dầu cho chàng Thế An gan bền như sắt, ruột cứng tợ đồng đi nữa thì cũng phải sụp sùi dòng lụy. Nghĩ cho mấy lời cũng đáng lạ thay. Thôi chàng cũng nhắm mắt đưa chân nhờ trời đến đâu hay đó. Nghĩ ra việc này chẳng khá nói dai, nên chàng sang qua việc khác mà nói rằng: Ngày mai này ta sẽ về mà thăm nhà, vì hôm nay cũng lâu rồi. Hiền thê cứ lo uống thuốc rồi mạnh chứ không sao, đừng có nói vậy nữa chẳng nên. Cô Ba Đờn lấy khăn lau nước mắt rồi nói: Vì thiếp quá sợ mà nói như vậy, chứ nay cũng bớt nhiều, có thể mạnh luôn được. Mà mình có về chừng vài bữa rồi trở qua nghe mình. Ờ, đâu có lâu. Hiền thê ở nhà ráng lo uống thuốc, xin đừng ngoại vọng sự chi cả. Rạng ngày mai, vợ chồng lo thang thuốc sẵn sàng, rồi khiến người chèo thuyền trở về bến. Khi thuyền về đến nơi rồi thì chàng Thế An dời gót. Nguy thay, nguy thay, lúc chàng Thế An để bước gót lên đường rồi, bệnh cô Ba Đờn trở lại còn thậm trọng hơn xưa. Một chứng nguy hiểm phi thường, các danh y đều chịu, vô phương đảo giả. Gẫm hay muôn việc tại trời, dầu linh dược khôn thế giúp người bạc mạng, thần đơn cũng khó cứu số vô thường. Ôi, cô thọ bệnh chưa đầy một tháng, phút xa chồng mà từ giả cõi trần. Hồi 3 giờ khuya, rạng ngày 22 tháng 3 năm Đinh Mão, Hưởng Dương mới vừa 24. Thiệt hại thay cho hai vợ chồng thương yêu hòa thuận này. Thuở sanh tiền đồng chăn đồng gối, một bước chẳng muốn rời. Nay vì tai con quỷ vô thường vội dục, khiến cho chồng chẳng kịp về mà thấy được mặt vợ. Khi lâm chung vợ cũng chẳng thấy mặt chồng, mà phân trần một đôi lời hơn thiệt. Viết đến đây ký giả cũng động lòng, nên phải ngừng bút lại mà than rằng: Vợ như cô là đáng trang thục nữ, chồng như chàng đúng bậc tài phu. Kẻ thác người sống như vậy, thật là một việc đáng thương, đáng tiếc. Thương là thương cho chàng gãy gánh giữa đường, gây ra nợ ba sanh lỡ dở. Tiếc là tiếc cho cô gái toàn bốn đức, luống ngậm sầu chín suối bơ vơ. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy đã đau đớn lòng. Đây nhắc lại chàng Thế An lúc về nhà rồi, bệnh hiền thê phát nặng, tự nhiên chàng nào có hay biết. Qua ngày sau chẳng rõ vì cớ nào mà trong bụng chàng thường hay hồi hộp hoài, tỏ ra ngoài sắc mặt chẳng vui, mới giả mượn ngồi bút mà viết cho khuây lãng. Lúc bấy giờ chàng Thế An đang ngồi mà viết, bỗng nhiên thằng Hữu là thằng ở bên nhà xôn xao từ ngoài bước vô, mắt ngó giáo giác dường như thể kiếm ai. Chàng thấy thì trong lòng vẫn phát nghi, liền ngừng bút lại mà hỏi rằng: Mày đi đâu chừng này, trời đang giờ đúng ngọ mà ra bộ bôn ba thế, quả là có hạ xạ chi chăng? Còn chị ba mày thế nào? Thằng Hữu trả lời rằng: Bữa anh về bên này rồi sáng ra, bệnh chị ba trở nặng, nên cô Tư chở lên Chợ Đào được cầu danh y mặt chẩn cứu. Thế không biết là bớt hay chưa, mà hồi khuya này sai anh hai dậu về nói giờ tính đem chị ba về nhà, nên anh tư ký lật đật sai tôi qua đây đặng cho anh hay vậy. Nói ra té lẽ tôi thù, chứ thầy như biển thước cũng khó mà cứu đặng. Giải thích: Chợ Đào thuộc địa giới Cần Đước, là nơi sản xuất gạo đặc sản Nàng Thơm nổi tiếng khắp nơi. Hết giải thích. Nghe nói bấy nhiêu lời, chàng liền quăng cây viết xuống bàn, ngồi sững sốt, trong lòng bối rối chẳng biết nói sao. Giây lâu rồi trường đôi mắt nhìn thằng Hữu mà hỏi lại rằng: Hồi mày đi qua đây, cô Tư về đến nhà hay chưa? Thưa chưa. Nghe nói như vậy, dùng chắc lưỡi thở ra rồi đứng dậy, vừa đi vừa ứ hự, vừa nói: Trời ơi, chắc là khó ở, mới đi uống thuốc mà sao lại trở về,
y còn đâu. Miệng vừa nói, còn hai tay thì vối ruộng hết mấy cái áo thồn đại vào vali. Vì chàng lật đật quá nên quần áo không cần xếp. Xong rồi quay quả ra đi, và đi và than than thở thở và lẩm bẩm rằng: nỡ nào sấm đánh tan bi, nỡ nào dội dứt phân chia hai đàn. Tâm thành thấu một tiếng tan, đành lòng bưng bích sao an bớ trời. Khi đi tới bến đò còn ngồi đợi, vì chiếc đò đã đưa bộ hành qua mé bên kia. Chàng thấy An ngồi đợi mà trong lòng nóng như lửa đốt. Quả phước nan phân, kiết hung dị quyết. Ngồi đợi một chập lâu thì chiếc đò qua đến. Chát chúa nghe tên chèo đò đập vào tai rằng: anh Tư Đền nhắn với tôi, nói vợ của cậu mất rồi. Một lời dường như súng bắn tận tai. Chao ôi, tâm thần tán loạn, lụy đổ như mưa, mặt mày tái xanh, mồ hôi nhỏ giọt, giật mình kêu trời một tiếng rồi chết đứng. Ý thể như xác ở dương trần, còn hồn theo hiền thê nương nơi mấy bạc. Chôn chân mặt đất trơ như đá, vững như trồng, mơ màng nào khác gì một giấc quỳnh lương. Đến khi người diều dắt cứu đem xuống thuyền rồi mà chàng cũng không hay biết. Đò kéo neo rút buồm chạy, ngoài sông luồng gió dục tới ào ào, trong mé sóng dập lọt lên trắng đúa. Thuyền chạy vác cõi sóng nghiêng buồm, làm cho trong thuyền nửa mê nửa tỉnh. Bầy thủy điểu bay kêu chiêu chích, dường như chồng mất vợ, mẹ lạc con. Mới hay phước bất trùng lai, họa vừa vô cửa kế tai chen vào. Ý nói là tai họa. Khi đò đến mé rồi, chàng thấy An bước lên, chân bước cao bước thấp, trồng đanh, sóng giọt ngắn giọt dài. Về đến nhà vừa mới bước vô, nghe người thuật hết đầu đuôi, từ khi hiền thê lâm chung, cớ sự thể nào tỏ lại cho chàng nghe. Hỡi ôi, nói hết sự duyên, tơ tình đứt ruột, lửa phiền cháy gan. Liền đó chàng bước luôn vào phòng, trông thấy xác hiền thê nằm một giấc im lìm. Chao ôi, mặt vừa thấy thì mày xanh xao, tay chân lạnh ngắt, trong miệng chỉ kêu rằng: trời ơi trời ơi, cửa nhà còn đó, đồ đạc còn đây, sao hiền thê nỡ lòng nào vội bỏ mà đi. Hiền thê ôi trời ơi, khiến chi đôi ta cách trở, mối sầu này biết tỏ cùng ai. Than rồi liền lấy tay vuốt vào mặt hiền thê, thì trong bụng phập phồng thở từng hồi từng chập. Thấy mặt rõ rồi liền giật mình than khóc nữa, tiếng sầu thê thảm xiết bao. Một hồi thì giọt máu rướm tròng tuôn theo nước mắt. Chị em mẹ con trông thấy chàng Thế An vào, ôi xiết bao là bi thảm. Cả gia đình liền cùng nhau phục xuống khóc than, mỗi người đều chia nhau một mối sầu bi. Kẻ héo gan vàng, người xa lụy ngọc. Tình hình ấy, cảnh trạng này, dầu cho hình đá tượng cây cũng phải sụp sùi dòng lệ. Ôi một cảnh gia đình an lạc, phu phụ sướng tùy, đương sum hiệp dày vui, bỗng vì đâu mà sanh ra điều bi lụy. Thật nghĩ mà buồn biết chừng nào. Cuộc đời sao dời đổi mãi, khiến nên thương hải biến tan điền. Bỗng nhiên đất bằng sống dậy, một phút mà rã tan. Ai mà trải qua cảnh này lại không sầu không thảm. Niềm vợ chồng là đá vàng nghĩa nặng, đạo cha con là cốt nhục tình thâm. Than ôi, cốt nhục mới phân ly, nay vàng phai đá nát. Hờn thay con tạo vô tình, khiến nguyệt lão xe dây lỡ dở. Duyên vì vậy, nợ vì vậy, mới vui sum hiệp mấy năm, lại sầu chia phui muôn kiếp, thương thay. Khi tống chung xong rồi, đạo nhà bàn bạc hôm sớm không ai, chỉ trọi trọi một thân chàng sớm khuya quạnh quẻ. Nhìn vào sau không thấy vợ, trông tới trước chẳng thấy con. Đêm khuya trong ngọn đèn hồng, một mình than thở tất lòng bâng khuâng. Một đêm kia chàng nhân vì buồn bực, thổn thức ngủ không yên, nằm đây mà nhớ những chuyện đâu đâu. Yên nghĩ lại từ khi mới có gia thất đến nay, việc làm ăn đương hồi tấn phát mà chung quy rồi không thành chi cả. Vì vậy nên chàng mới ngụ ý mà đặt ra một bài thi. Hội ý xong rồi thì liền ngồi dậy bước lại thơ phòng, lấy giấy mực mà viết ra như vậy: quê khai quê lạc tại Xuân Phong, bỉ thới cùng thông bá tế trung, phát đạt dinh ba kim dĩ hỷ, đáo đầu vạn sự tổng thành không. Chàng viết ra rồi vừa ngâm vừa đọc một mình.
càng độc bao nhiêu thì giọt lụy càng tuôn lai láng. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Hết tập 1. Còn tiếp.